Dân tình bức xúc với clip nữ nhân viên rửa xe cho khách rồi giở trò bàn tay hư hốt tài sản. Hôm nay, trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông truyền tay nhau vụ việc như sau. Trong khi đang thực hiện công việc của mình, nữ nhân viên rửa xe đã có hành vi xâm phạm tài sản cá nhân của khách hàng, khiến nhiều người bất bình. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV, rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Trong thời đại hiện nay, việc đảm bảo an toàn tài sản cá nhân trở thành một vấn đề nổi cộm, đặc biệt khi mà một số cá nhân có hành vi không đạo đức, gây ra sự bức xúc trong cộng đồng. Một sự việc gần đây đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi một nữ nhân viên tại một tiệm rửa xe bị ghi lại trong đoạn clip ăn trộm tài sản của khách hàng. Trong đoạn clip đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, một người phụ nữ đang tập trung vào công việc xì khô cho xe thì bất ngờ phát hiện một chiếc ví đặt gần ghế lái. Thay vì bảo quản và báo cho chủ nhân, người phụ nữ này đã lợi dụng cơ hội để lấy hết số tiền mặt trong ví trước khi để lại nó ở vị trí ban đầu. Hành động của nữ nhân viên này không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn làm mất lòng tin của khách hàng và gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng. Dù trong đoạn clip không cho biết địa điểm cụ thể, nhưng sự việc này đã đặt ra câu hỏi về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ. Cộng đồng mạng đã phản ứng gay gắt trước hành vi của nữ nhân viên này, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của tính trung thực và đạo đức trong mọi hoạt động kinh doanh. Đồng thời, sự việc này cũng là cảnh báo cho mọi người về việc giữ gìn an toàn tài sản cá nhân trong mọi tình huống. Chiếm đoạt tài sản là hành vi mà các chủ thể cố ý chuyển dịch một cách trái pháp luật tài sản đang thuộc sự quản lý, sở hữu của người khác để trở thành tài sản thuộc phạm vi sở hữu của mình. Đây là một hành vi phạm tội đầy nghiêm trọng, thường được thực hiện với tinh thần lợi dụng và hậu quả nghiêm trọng đối với nạn nhân. Còn bạn thấy sao về pha dùng bàn tay hư để trộm tiền của nữ nhân viên xấu này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.